Vừa rồi thì tại sao Hải lại không cùng ông để lấy củi ở trên kia? Lúc nãy em thấy mẹ em trên đó thì em chạy xuống rồi. Chạy xuống à? Vâng. Thế là gặp mẹ là sợ à? Vâng. Và hiện tại cháu Đức đang gọi anh trưởng thôn Hồ Sán này cô bác, xem là anh có ở nhà không. Alo anh à? Em Lực đây anh. Anh đây, sao đây em ơi? Anh có đang rảnh không anh? Có việc gì không em? Em đang có một câu chuyện ở trên chỗ nhà của ba ông cháu này. Trong thời gian này thì lại người mẹ lại vào để mà cũng như là quấy rối cái cuộc sống của ba ông cháu ấy. Cho nên là thứ nhất là anh vừa là người mà có tiếng ở trong thôn, và thứ hai thì anh vừa biết là tiếng Mông, thì anh lên và anh hộ em phiên dịch được không? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác anh chị, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực. Hôm nay gửi cho ba ông cháu nữa và gửi cho em Quân với lại em Mạnh nữa. Hôm nay thì cháu Lực sẽ mang thùng quà này lên và mở nhà của em ba ông cháu luôn cô bác. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là đẹp này cô bác này. Đấy, nhà của ba ông cháu thì hiện tại là các anh em thợ đã lấy cửa đã lên tới xá rồi, nhưng mà chưa lên tới nhà của ba ông cháu. Chắc là phải đổ lộn tầm ngày mai thì các anh em thợ mới vận chuyển là vật liệu, vận chuyển cái như cánh cửa mà đi vào và được lắp cửa rồi cô bác. Ôi, em Hải thì cũng vừa đi học về này cô bác này. Hải thì vừa đi học về à? Vâng. Chào Hải, xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Hôm nay anh Sử không đi đón à? Không đâu ạ. Cháu Lực nhìn thấy xe anh Sử lại ở dưới kia này cô bác này. Đi nắng như này thì đi có mệt không? Không đâu ạ. Không à? Vâng. Mũ đi đâu hết rồi, sao không đội mũ vào? Em giặt chưa khô ạ. Giặt chưa khô à? Vâng. Có phải bộ quần áo này hôm nọ anh mua cho đúng không? Phải ạ. Thế đi học cặp đâu rồi? Cặp hỏng rồi ạ. Cặp hỏng á? Vâng ạ. Cặp hỏng thế là không khô cặp à? Không rồi ạ. Thế hỏng sao không bảo anh? Bảo anh sớm hơn để anh em mình đi chợ mua. Hỏng rồi đúng không? Vâng. Thế trong quá trình mà học tập thì có thiếu cái gì nữa không? Không đâu ạ. Không à? Vâng. Nếu mà thiếu cái gì thì bảo anh nhá. Vâng. Hôm nay đi học thì có cùng ai về không hay là một mình tự về? Một mình tự về thôi. Một mình tự về à? Vâng. Thế là một mình là tự buổi sáng đi học thì có ai cùng đi không hay là có một mình tự đi? Có ạ. Có ai? Con nhà chú ạ. Con nhà chú á? Vâng. Thế đi học thời gian này đi học thì học hành thế nào? Có được điểm cao không? Cô giáo chưa nhắc đâu ạ. Cô giáo chưa nhắc à? Vâng. Thì hôm nào mà có điểm ấy thì về báo với anh nhá. Vâng. Rồi anh sẽ khoe cho tất cả các bác ở trên kênh là cùng biết xem là cái quá trình thời gian khi được các bác giúp đỡ. Vâng. Trong cuộc sống thôi. Chứ còn học tập là một mình em là phải phấn đấu lên. Vâng. Đấy, các bác giúp đỡ rất là nhiều rồi cho nên là mình phải phát triển hơn và tiến triển hơn. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì hộ anh là cầm một thùng quà này đi xuống dưới nhà một chút. Vâng. Đấy, đi xuống nhà mới thôi. Tí mình bóc ở nhà mới. Vâng. Đấy,
xe của Sử thì hôm nay là để đây luôn các bác, không có đi đón em Hải. Hôm nay thì chắc là em Sử là bận công việc gì nên là không đi đón được em Hải. Đấy, để trong nhà luôn. Để trong nhà luôn. À, có cả anh Sử ở đây nữa. À, anh Sử lên đây dọn dẹp nhà cửa à? Vâng. Rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, lên đây lâu chưa? Vừa lên thôi ạ. Vừa mới lên à? Vâng. À, thế là vừa mới lên là dọn dẹp nhà đúng không? Vâng. Đấy, hôm qua thì cháu Đức cũng đã nói với em Sử rằng là cửa sắp lên rồi, cho nên là mình nên dọn dẹp một chút để cho các anh em thợ là đi vào và lắp cái phần cửa luôn. Rồi, để đây tí mình bóc sâu nhá. Vâng. Rồi. Thế là đi về là thay quần áo đi. Vâng. Đi về thay quần áo xong rồi lên đây cùng anh Sử nhá. Vâng. Thay trời nắng nắng như này thì thay quần áo xong là giặt rú lên nhá. Vâng. Thế là sách là để chỗ nào vở ấy? Bà không có cặp ấy. Để ở trong lớp luôn à? Vâng. Ồ. Ôi kìa có mẹ của Hải ra đi kìa. Ồ, ông thì đang lấy củi đây luôn các bác. Đây là mẹ của em Hải. Hôm nay thì không biết là mẹ em Hải được không? Hải là không ở đây hộ lấy củi à? Đi luôn à? Ồ, em Hải thì chạy đi về luôn các bác. Có khi là em Hải là sợ. Đang làm ăn được á? Đừng thấy lừ. Hả? Đừng thấy lừ. Đừng thấy á? Ờ. Ồ. Ta tà dẹ hôn á? Ờ. Ồ. Đã nói đấy thôi mà mê. Dạ. À, cô thì không biết biết nghe tiếng tiếng nùng nhưng mà không biết nói cô bác ạ. Hôm nay thì thấy mẹ của hai anh em là ra hộ cùng ông để lấy củi. Không biết là ông ra đây lấy củi lâu chưa. Cháu Đức sẽ ở đây và ghi hình thêm một lúc nữa xem là người mẹ có những cái động thái gì không cô bác nhé. Mà đây, ông hôn đưa ra chứ? Ừ, ăn đưa rồi. Ồ, phá hôn nữa đấy. Ừ. Sư mắt ta phá mà. Ừ, sư. Một mắt rồi mấy? Ừ, chỉ cần một mắt này. Ồ. Sư thì ông vừa bảo là không có lên đây hộ cùng ông để làm. Chắc là tại vì là có mẹ của các em ở đây cho nên là không có lên hộ. Má tay hài ta xin ta dễ ở hôn ta nhất là do là do hôm nay thì không biết là vì cái lý do gì tự dưng lại lên lấy củi của bác. Tôi sẽ ghi hình thêm một lúc nữa. Ông thì biết là nghe tính nùng. Đi à, nhắc là ta dẹp hà đến đây ra. Dạ. Dạ nó mới đi. Dạ cái chỗ. Sao hả? Ở nhà của các em thì được sơn mọi cái là xong hết rồi cô bác ơi. À, nhìn thì trông rất là nổi và rất là đẹp luôn. Hôm nay thì tự dưng lại có bà tốt gia hộ của bác ạ. Bác em đấy, cô thì chắc là vừa nói tiếng mong nói có được về cái gì ấy. Mẹ thì thấy bây giờ thì đợi ông lấy củi thêm một lúc cô bác. Mình định ông tự lấy thôi, cháu Lực không biết là mẹ của các em đi xuống nhà vừa lấy một bó củi đi rồi. Đấy, tại vì cháu Lực lên đây thì là mẹ mới đi về. Còn là bây giờ cháu Lực sẽ đi theo để làm gì? Bây giờ nhá là. Ờ, bông là đi bảy á? Ờ, lúc như tư tư mà chú à? Ờ, bây giờ vai á? Ờ. Đây là thím của chú, thím của hai anh em Hải Sử của bác. Đấy, mẹ thì thấy chú Đức ra thì cũng lấy củi đi về rồi, không biết là đi về thì lại theo cái gì về không. Hôm nọ thì
cái thước phim qua cháu Lực đăng tải lên thì mẹ là lên xin thóc đấy, rất là mặt dày. Ngay đây thì bây giờ cháu Lực nói thì là tiếng Kinh hay là tiếng Nùng thì là không biết nghe, thành ra là rất là khó nói chuyện. Đi xuống nhà xem. Đấy, vừa rồi em Hải thì đi học, lẽ ra là sẽ cùng ông là ở đấy là lấy củi luôn, nhưng mà thấy có mẹ đây là chạy luôn. Bố về dân mấy, thế là? Dân luôn rồi. Hả? Ừ, thấy ta. Ồ. Tên là này thổ mà hả ta? Ừ, thầy kín nát tửa rồi. Ồ, ồ. À, cháu được nói nhưng mà không biết nghe các bác. Đi vào nhà luôn. Đi xem là có. Thu Hải dân bố? Dạ, chỉ nát. Ồ. Thế lại là đi về luôn các bác, không ở lại. Vừa rồi thì tại sao Hải lại không cùng ông để lấy củi ở trên kia? Lúc nãy em thấy mẹ em trên đó thì em chạy xuống rồi. Chạy xuống à? Vâng. Thế là gặp mẹ là sợ à? Vâng. Thế hôm nay thì sáng sớm đi học thì đã thấy mẹ ở nhà chưa? Chưa đó. Chưa? Vâng. Thế là đi học là vẫn chưa thấy à? Thế là về là lúc mà anh xuống thì mới bắt gặp à? Vâng. Thế là hôm nay là mẹ là ra lấy hộ lấy củi nhờ? Vâng. Không biết là có mục đích gì không? Em có biết không? Em không biết rồi ạ. Không biết á? Vâng. Thế như mẹ của Hải với Sử thì có cả thêm em mà, nhưng mà sao lại không thấy nữa? Đi cùng? Không biết rồi ạ. Không biết á? Vâng. Thế thôi, bây giờ anh em mình đi lên trên đi. Vâng. Thay áo đi, thay áo quần đi. Anh em mình lên trên xem là còn ở trên kia không. Đấy, xuống là hộ lấy củi tự dưng. Bây giờ thì chắc là thấy cháu Đức về, như là có khi là lại chạy đi đâu rồi đấy cô bác ạ. Đợi em Hải thay quần áo xong thì cháu Đức sẽ cùng em Hải đi trên xem là có gặp người mẹ trên kia không. Đấy, để nếu mà bây giờ lên cháu Đức còn gặp lấy củi thì cháu Đức sẽ gọi cho anh trưởng thôn để anh lên đây một chút xem là anh ấy có rảnh không. Đây, có lẽ là chắc là hôm nay là cháu Đức sẽ phải gọi anh trưởng thôn lên để nói chuyện một chút cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì vẫn còn đang sớm, cháu Đức sẽ điện cho anh trưởng thôn xem là anh đang ở nhà không. Thế thì một tí nữa anh điện cho anh trưởng thôn để anh lên nói chuyện nhé. Vâng. Và hiện tại cháu Đức đang gọi anh trưởng thôn hô sán nha cô bác, xem là anh có ở nhà không. Alo. Alo anh à? Ừ. Em Lực đây anh. Anh đây, sao đây em ơi? Anh có đang rảnh không anh? Có việc gì không em? Em đang có một câu chuyện ở trên chỗ nhà của ba ông cháu này. Trong thời gian này thì lại người mẹ lại vào để mà cũng như là quấy rối cái cuộc sống của ba ông cháu ấy, cho nên là thứ nhất là anh vừa là người mà có tiếng ở trong thôn, và thứ hai thì anh vừa biết là tiếng Mông, thì anh lên và anh hộ em phiên dịch được không? Anh hôm nay anh không ở nhà rồi, anh đang đi họp ở dưới huyện rồi. Hôm nay anh đi tận dưới huyện á? Thế thì bao nhiêu giờ mấy giờ anh mới về? Anh chắc phải mai em ạ. Hôm nay anh không ở nhà rồi, anh đang đi huyện đi họp thôn tí. Vâng, thế thì thế thì nếu mà ngày mai mà mẹ của ba cháu còn là quay lại ấy, thì anh lên hộ em đi nhá. Rồi ok em, không có gì ngày mai nhá. Nếu mà còn ra thì rồi ok. Em chào anh nhá. Ừ. Hôm nay thì anh trưởng thôn cũng đi tận dưới huyện để có việc rồi cô bác, cho nên là chắc có lẽ là không có để mà hẹn gặp được anh trưởng thôn. Bây giờ thì hai anh em sẽ lên trên xem là người mẹ còn ở trên không. Hãy đóng cửa đi Hải.
Đấy, cháu Lực rất muốn là cái câu chuyện này mà khi mà cháu Lực lên, cháu Lực không có nhìn thấy người mẹ nữa. Mỗi lần mà cháu Lực lên là cháu Lực rất là bức xúc, tại vì là trước là cháu Lực cũng đã nói với lại cùng anh trưởng thôn, với lại ba ông cháu, là với mẹ của hai anh em là ba mặt một lời, đã nói hết rồi. Mà trong khoảng thời gian này cháu Lực không biết là cái động lực nào mà mẹ của các em vì lý do gì lại ra đây thường xuyên. Ôi, trôi khlốp ra lèo. Trôi khlốp ra đây. Chị Mỹ Lạc ăn á? Chú thì đang sửa đường, chuẩn bị là chở thêm cái gì không bác? Chở cái gì đó. Đây, hình như là không còn ở đấy nữa. Có khi là đi rồi. Có một bạn gái ở đấy nhưng không biết là bạn có phải là kia, có phải là con của mẹ không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Đây đi nào. Đây, hôm nay sao lại ra đây đông người đấy? Ở đây là anh bạn hộ cho Lực chở cát đấy. Còn là hai bạn gái này. À không phải Hoa đúng không? Ông thì một mùi một mình chẻ củi đây các bác. Ở đây thì chắc là ông chẻ cho nó khô, mấy nữa còn để mà dùng nấu cơm như là nấu cám lợn. Đấy, còn là những cái củi này bây giờ để mà vận dụng lại để làm thì không có làm được đâu các bác, tại vì là nó đã bị vỡ hết rồi các bác. Trong quá trình mà dùng thì nó đã bị hỏng hết rồi, cho nên là nếu lúc nào mà mình cần để làm cái gì thì chắc là mình lại đi chặt sau thôi. Đấy, ở đây có rất là nhiều đinh này Hải ơi. Ui, đi là phải để ý nhá. Những cái đinh này là đâm phải chân là nó sẽ bị nó sẽ bị nhiễm trùng ấy, tại vì nó là có gì sát sắn rồi. Đây này này, rất là nguy hiểm. Bảo ông là cũng phải cẩn thận nhá, lấy củi đây ấy. Vậy là nghe ra là Lực sẽ gọi anh trưởng thôn lên đúng không bác, nhưng mà không biết là hôm nay là anh trưởng thôn là anh đi tận dưới huyện rồi, tại vì là đi dưới huyện thì để về thì chắc là có khi là ngày mai mới về được. Bây giờ thì anh đang học, mẹ của các em thì vừa rồi lại chạy đi đâu rồi, không có ở trên này nữa. Cứ thấy cháu Lực lên là đều chạy được cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực nói chuyện ấy, nói bằng tiếng Nục ấy thì là mẹ hiểu, nhưng mà toàn trả lời bằng tiếng Mông thôi, thành ra là nói gì cháu Lực không biết. Có khi là chửi cho Lực rồi, cho Lực cũng không có biết vì điều này. Đấy, còn là như Hải ấy, gặp là mẹ của mình phát là em ấy bỏ chạy luôn, là không có ở đây. Đấy, ông thì có khi là gặp mẹ của Hải, nhưng mà nói thì vẫn nói rồi, nhưng mà bây giờ để mà nói nhiều, để mà không có được ấy thì không muốn cho hộ ấy, nhưng mà không có làm được, tại vì là mẹ đã rất là cố chấp. Nên khi mà thấy ba ông cháu hiền nữa, cho nên là càng ngày càng đà lấn tới. Ở trên vùng cao thì hầu như là cháu Lực không nói là hầu như là đa số các bác. Đa số có một số các cô ấy thành ra là không có được đi học, thành ra là cái phần mà để mà tiếp thu hay là hiểu biết của các cô thì các cô rất là hạn hẹp, cho nên là cái tính bảo thủ rất là cao. Đấy. Ở đây thì khi mà cháu Lực nói thì chắc chắn là cô sẽ không có, mẹ của các em sẽ không có nói, sẽ không có gọi là lắng nghe cả cô bác. Nói xong thì cũng không quan tâm và kệ, mày thích làm gì thì mày làm. Việc tao ra đây tao vẫn ra, tao ra ngôi nhà cũ của tao, ra với các con của tao, tao vẫn ra ở đó. Đấy là cái suy nghĩ của chắc chắn là của mẹ của hai anh em hiện tại. Nhưng mà một khi mà cháu Lực đã
cho anh trưởng thôn vào để mà anh ấy vào cuộc ấy. Thì anh trưởng thôn sẽ là người mà vừa có chức có quyền, sau này vừa có tiếng nói luôn. Cho ông ở đây lấy củi một lúc, bây giờ cháu Lực sẽ lên trên nhà mới xem là có gặp mẹ của các em không. Đây, đây thì phải nói là trong khoảng thời gian này khi mà ngôi nhà dần vào hoàn thiện ấy, cháu Lực đã gặp mẹ của các em là lần thứ N rồi. Hai anh em thì đang lau lại sàn cho nó hết cái phần bụi đi. Ôi lau xong bóng nhỉ? Vâng. Thế Sử là vừa rồi ở dưới nhà là làm gì? Dưới nhà á? Ờ. Vừa đi lấy củi về. Vừa đi lấy củi về nhà luôn. Vâng. Ồ. Thế có biết là mẹ mình về không? Không biết đâu. Không biết à? Thế vâng. Là lên đây là mới lên đây là định cùng ông lấy củi à? Vâng. Thế nhưng mà không có thế có mẹ ở đấy là không em không lấy luôn. Vâng. Xong là em lên trên này luôn à? Vâng. Để qua những cái thước phim mà cháu đăng tải lên thì cô bác anh chị cũng đã biết rằng là các em ấy, khi mà gặp bà mẹ của mình thì sẽ phản ứng như thế nào. Đấy, em Hải cũng thế, nhìn thấy một cái là chạy luôn, không có không có ở đấy nữa. Không biết là đi đâu rồi. Có khi là chỗ ở đây chứ không biết được thì đi một vòng quanh nhà thôi này. Ở đây thì các em cháu được hỏi các em là bảo là mẹ của Sử có hàng xóm ở đây không thì các em lại bảo trả lời là không có biết, tại vì là những cái mối quan hệ của người mẹ trước kia còn ở đây ấy, thì các em lại không có biết được. Đấy, lau xong thì rất là bóng và rất là đẹp luôn cái màu vạch này các bác. Đấy, xung quanh nhà thì tất cả mọi cái là được láng nền hết rồi, cho nên là rất là yên tâm thì không có nước sẽ bị dò được vào trong nữa. Thế vừa hôm nay là em đi lấy củi ở tận đâu? Ở dưới kia. Ở tận dưới kia à? Vâng. Thế đi xa phết nhỉ? Vâng. Anh như anh bảo với Sử nhá, cái chổi ở bên kia này. Chổi ở kia thì mình có thể là mình quét ở ngoài được. Nhưng mà còn chổi chít bên này là mình không để quét ở ngoài được nhá. Vâng. Tại vì nếu mà quét ở ngoài thì sau này nó sẽ hỏng hết. Vâng. Em Hải thì em lọ cho được lá dặn một lần vào cho nên là em cũng đã biết rồi. Đây thì hai chị Nguyệt cũng gửi cho Lực là cái khoản tiền mà để mà sắm những cái đồ vật dụng trong gia đình của các em, cũng như là chổi lông nhà các thứ rồi. Nhưng mà do là ở dưới xá, ở xá thì không có ấy, thành ra là mỗi lần mà đi xuống huyện thì cháu Lực mới mua được thôi. Đấy, chỗ này thì mình dành quét luôn trong nhà thôi nhá. Tại đây thì tôi có đọc được một số bình luận nói rằng là những cái việc mà lắp cái ống nước này cũng như là dây điện ấy, nó hơi chậm chạp một chút cô bác. Ở đây thì lắp ở đây thì nó ống nước này không quá gọi là quá là nhiều, thành ra là nó cũng phải là công trình lớn, cho nên là khi mà cháu được hỏi ấy, thì người ta cũng hỏi được rằng là có quá đường để có đi xa không, thành ra là người ta đi xa như này. Đi xa nhưng mà mình làm ít thì ra là người ta rất là lời liên, tại vì là nó cũng tiền công thì không có được bao nhiêu, còn tiền xăng đi lại là tiền ăn uống nữa, cho nên là khi mà các anh có cái công trình nào gần đây thì các anh sẽ gọi là công trình nào, không phải là công trình nào gần đây mà là những cái công trình nào mà ở xá thì tìm các anh ấy xong rồi lắp luôn. Chứ không là mình sẽ không phải là bao ăn bao uống nữa. Chứ không là mình bao ăn bao uống nữa thì thành ra là nguyên lắp độ
dây điện với ống nước ở trong nhà thôi thì đã tốn mỗi khoản mà cũng gọi là khá rồi các bác ạ. Đấy, mình cũng tranh thủ là khi mà người ta lên ấy, thì mình sẽ hỏi người ta luôn, cho người ta lên lắp luôn, thành ra chi phí nó sẽ tiết kiệm được đi một nửa chẳng hạn. Cháu Lực cũng rất là mong muốn là hoàn thiện là nhà bao cháu là càng sớm càng tốt, để cho cháu Lực đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh khác. Tại ở đây thì còn rất là nhiều hoàn cảnh đang cần sự chung tay và giúp đỡ của tất cả các bác mạnh thường quân. Như hai cái bóng điện được hai chị Nguyệt Thúy là dành tặng thì đến buổi chiều tầm 5 giờ đi chẳng hạn. Bây giờ thì cháu được đăng cài là 5 giờ. Thì 5 giờ mình được qua đây cái là nó sẽ cắt sáng cả hai bóng đèn nữa. Đấy, ông thì khi mà các em không có ở nhà thì cũng một mình là tự lên đây mà xem những cái cành củi nào mà nên, cái cành nào mà không nên dùng được ấy, thì ông sẽ để bổ ra để phơi luôn. Ở đây thì các em cũng trồng thêm là cây cỏ này để cho nó giúp nó chắc cái phần ở đất này đi. Đấy, và cháu Lực cũng nói thêm một chút các bác nhé. Phần là kè đá này thì ở đây thì tự mấy ông cháu tự đi lấy tận dụng lại những cái đá ở trên nhà, lúc khi mà đào được ấy thì sẽ làm luôn. Còn ở phần dưới chân ấy thì hôm nọ là vừa đào thì đá vừa gọi là vừa lấy đá để rồi, như chỗ ở bên kia là có băng đấy, ở bên kia thì bây giờ là không có lớp đất cho nên là vẫn còn nhìn thấy rất là rõ. Đây, cây sao mộc này thì chắc là có khi là nên là phải chặt mất đi ấy. Sứ ơi, đang ở đâu ấy? Đang ở đâu ấy? Đang lâu đây à? Hai anh em cái cây sao mộc này thì liệu mình có chặt đi được không Sử? Đâu? Cây ở trước cửa nhà này này. Có đấy. Có à? Chứ không là mấy sau này nó đổ vào nhà đấy. Bây giờ thì đợi Sử lâu chỗ đấy xong thì hai anh em sẽ xem cái phương án mà để mà chặt cái cây sao mộc này sẽ chặt như thế nào. Thì ngày mai thì anh em sẽ có thể là sẽ đi vào và xem luôn. Đấy, hôm nay thì anh lại đem lên một thùng quà này. Quà này thì gửi từ rất xa ấy, từ bên Mỹ. Cái cây này là Sử. Hỏi thử ông, anh hỏi ông xem nào. Dê. Chà mấy anh em thì sắp thăm đây rồi à? Dạ là. Hả? Thế à, thăm ở cái đàn cái can dân không mày? Đi thăm đều đều đấy. Đây chứ đâu. Đây, cái cây sao mộc này thì có thể là hơi ấy một chút cô bác ạ, tại vì là sau này nó lớn lên thì sợ nó đổ. Bây giờ nếu mà nó đổ phải là đổ đi vào cái phần là chữ A này luôn, cho nên là có khi là mình phải chặt bớt đi. Bây giờ thì hai anh em là mở cái thùng quà này một tí đi. Xong rồi một tí mở thùng quà xong thì anh em mình sẽ đi vào hộ ông là lấy củi xong là về nhà thôi. Anh em là có dao ở đấy không? Không có đâu ạ. Không có à? Anh em mình lấy cái sắt ấy, Hải đi xem cái đinh nào, cái đinh về để mà bóc ra. Hôm nào chắc là mình sắm bếp rồi, chắc phải là lên trên này ăn cơm một bữa rồi Sử nhỉ? Em gà ai? Và ở đây thì cái thùng quà này cho cháu Lực xin được nói thêm một chút cô bác nhé. Phần quà này là hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tặng cho hai anh em Hải Sử. Sau ở bên trong thùng quà thì cũng có gửi cho cả cháu Lực với lại bạn Hiệu với lại cả em Quân, gia đình của em Quân đấy, lại thêm là gia đình của em Mạnh nữa, hai ông cháu cô bác. Còn ở đây thì ở bên trong thì cháu Lực cũng đã gọi là
khi mà được sự đồng ý của hai chị Thúy, cháu Đức cũng đã bóc ra và lấy những phần quà của Quân với lại hai ông cháu ra rồi, cho nên là những cái phần quà này chỉ có cháu Lực với lại ba ông cháu thôi các bác. Phần quà thì đáng lẽ ra là nó đầy đấy, nhưng mà cháu Lực đã lấy đồ của những hoàn cảnh khác ra rồi. Đấy, ở đây thì cũng được sự đồng ý của hai chị rồi, cho nên là cháu Lực mới mở như thế các bác nhé. Đấy, đây là xem là giày của ai, đây là chị có tên này. Để xem nào. Đây là giày, đây là đôi giày của bạn Hiệu này, đây đôi giày là của anh Hiệu này. Đây xem nào. Đôi giày này là của cháu Lực này các bác này. Đó. Và xem nào, đôi giày là của ai? Đôi giày này là của Hải này, Hải thử bóc ra xem nào. Đấy, bóc giày ra xem nào. Đấy, Sử thì trước chị Nguyệt Thúy cũng có mua cho một đôi giày đúng không? Đấy, cho nên là đợt này Sử đấy không có nữa các bác ạ. Đấy. Sẽ mở từng phần quà một, em thử mở xem nào. Đấy. Đấy, cho Hải mở vào đôi giày xem nào. Đấy, mở như này này, đây. Những cái băng dính như này, đấy, kéo ra, đấy, kéo lên đây ra. Đấy, kéo ra. Đấy. Đấy, kéo đi. Đấy, thì là vì lâu xong mọi cái cho nên là rất là sạch sẽ. Đây thì cũng còn thêm là nhiều món đồ nữa các bác, cho em Hải mở cái thùng này, mở đôi giày để em Hải thử đã, không biết là có tất ở trong này không thì Hải thử xem nào. Đây xem nào, xem đôi giày của Hải em nào. Ôi đôi giày đẹp đấy nhở. Đây em thử lấy cái kia ra để đọc xem nào, xem là hai bác là nhắn nhủ cái gì. Đôi giày này cho Hải nhé, đôi này đi sẽ đỡ chân chuột hơn, và đeo đôi giày rồi cũng dễ giữ gìn cẩn thận để mình có giày để đi nhé. Cô Nguyệt, cô Thúy bên Mỹ Bắc Cali. Bắc Cali thì em thử mở, em thử đeo đôi giày xem nào. Đeo đôi giày cho hai cô cũng như là hai bác đã xem là khi mà em nhận được thì có ưng không? Đấy, có đẹp không? Đấy, thử tạm mà một chút thôi, một tí thì mình đi nhà mình sẽ tiếp tục là mình đeo tất vào. Đấy. Vừa rồi thì cháu Lực biết là trong ấy có dây thì cháu Lực sẽ lấy tất lên để cho Hải thử luôn. Em phải bỏ dây ra. Đấy. Bỏ cái dây này ra. Đấy, tại vì là nó có dây ở đây đúng không? Ở trong ấy có cái cục này này, em không lấy ra thì làm sao mà lấy được vào? Bên đấy có không? Đấy, có mà. Ai Sử thì nọ là cũng được, là chị là dành tặng cho một đôi rồi cô bác nhé. Đây, đợt này thì chỉ có là giày của cháu Lực với lại của bạn Hiệu với lại cả em Hải nữa. Đấy, đôi của cháu Lực với lại bạn Hiệu thì là hai đôi là màu trắng, là giống nhau đúng không bác? Ở đây thì là đây, cháu Lực đọc bức thư của đây. Hai chị tặng Lực và Hiệu mỗi em một đôi giày nhé, chị Nguyệt Thúy ở bên Mỹ Bắc Cali. Đấy, Mỹ là chắc là ở bên tiểu bang Cali thì đấy có bác. Đây là đôi của bạn Hiệu của bác nhé. Đấy, hai anh em thì là đôi giống nhau luôn, còn là mỗi em Hải là khác nhau thôi, khác thôi. Đấy, thử xem nào. Ai là vẫn chưa vào mấy nhỉ? Ai không, em phải bỏ ra một giày đấy, vừa chưa? Ôi sao nào? Đấy, em bỏ lên cho nó rộng ra cho em Hải em ấy đeo lượn một vòng thôi nào. Đấy. Xong thì mình sẽ tiếp tục là bóc ra những cái món đồ mới. Đấy. Đấy, em thử đi thôi này. Đấy, đi luôn cả đôi thôi này.
Hôm nọ cháu Lực nhớ không nhầm là cái phần quà của hai chị người tí gửi cho mấy anh em là cháu Lực có hôm nay thì buổi là gọi là phát sóng trực tiếp lần đầu tiên mà cháu Lực phát sóng cũng như là mở quà cùng với các em. Cái thùng quà này thì gửi từ rất là xa của bác ạ, tận là bên Mỹ, bên không biết là tiền cước gửi từ bên đấy ra trong khi là rất là đắt. Hải phải đi một vòng siêu mẫu nào. Đi bây giờ Hải đi từ trong trong kia ra nhá. Đi từ kia ra tự tin nhá, vẻ siêu mẫu ấy à. Đó, vào đi. Xem nào. Đó, những cái bước chân. Thật là vững chắc. Bước chân để đi học. Đó. Hải nó thích không? Có ạ. Có à? Rồi, một xuống rồi nào. Đấy, bỏ ra luôn à, tí sợ vâng. Đen à vâng. Đấy, bây giờ thì chưa có tất của bác. Nếu có tất vào đây thì là rất là vừa. Đấy, ở đây thì khi mà các bác các cô gửi phần quà tới cho các em ấy, thì khi mà các em nhận được ấy, thì vừa và đẹp thì các bác cũng rất là vui. Đấy, đeo đôi này đi học thì chất rồi nhỉ. Vâng. Đấy, ở trường không có ai có đôi này để mà đi đâu ấy. Những cái đĩa, những cái này, những cái ở bên ngoài thì rất là chắc chắn của bác này. Đấy, cũng như là đi cao su này. Đấy, gửi nhà một lời cảm ơn tới hai bác đi. Vâng. Con cảm ơn bà. Cảm ơn hai bác Nguyệt Thúy đây này. Đây có tên này. Đấy. Con cảm ơn hai bà Nguyệt Thúy đã gửi đôi giày cho anh Lưu với anh Hiệu với con. Con rất vui. Con chúc hai bà thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Đấy, bây giờ thì anh Sử, anh là người lớn, anh mở ra xem nào. Đó, xem là cái phần quà nào của anh Sử, phần quà nào của các em. Ô, đây là cái gì đấy? Nào, Hải đọc xem nào, bức thư cho Hải đọc xem nào. Dụng cụ này để khi nấu ăn trên chảo hoặc nồi sẽ không bị chảy, không nên dùng thẳng vào lửa. Cô Nguyệt, cô Thúy. Rồi đấy, cái này dụng cụ này là để nấu cơm nhá. Ôi, bên trong này là gì đây? Xem nào, trong này là gì đấy? Đấy, con mở xem nào. Đấy, dụng cụ này là để mà nấu cơm này các bác này. Đấy, anh em đấy có muôi này, có thìa các kiểu này, có cái đánh trứng này. Đấy. Đấy rồi, Hải mở cái đấy ra xem nào. Vâng. Sử có ưng không? Có ạ. Có à? Làm cái bộ này thì Sử có làm được cả đầu bếp không? Quần này cho Hải mặc đi học. Nhưng nhiều vào bụng không vừa thì Hải nhúng lại cho con trai của nhà chú của Hải nhé. Mình nên chia sẻ nếu mình mặc không vừa. Cô Nguyệt, cô Thúy bên Bắc Cali. À, thế là em lấy ra xem nào, xem có vừa không. Nếu không vừa thì em chia sẻ cho con của chú. Vâng. Đấy, ở đây thì còn thêm quà của bác nhé. Đấy, xem nào. Lấy lên xem nào. Ôi, có khi là vừa đấy. Nào, Hải thì thử ra bên kia thử luôn. Đấy, cầm cả đôi giày đi thử luôn, xem nào. Đấy, cầm cả dây đi thử luôn. Đấy, đi nhà vệ sinh thử. Đấy, trên này thì có nhà vệ sinh rồi. Nào, Hải mở, Sử thì mở ra đi. Đấy, xem nào. À, đấy có tên, là đưa anh đọc lên nào. Sử thì không biết đâu. Đấy, ở đây là tặng cho chú của gia đình ba ông cháu, chú của Sử. À, cái phần quà này thì tặng cho nhà chú của Sử nhá. À, anh vừa nhìn thấy đây là có con của chú của Sử ở đây sao ấy. Không biết là còn ở đây không. À, vừa chạy đâu rồi? Vừa chạy đâu rồi cô bác ạ? Cái ông thì đang vẫn đang miệt mài là bổ củi, cho nên là ba anh em sẽ tranh thủ là bóc quà một chút cô bác. Bóc quà xong thì mấy anh em sẽ đi vào mà hộ ông nữa luôn. Đây, còn em mở ra xem nào. Anh xem đôi găng tay nào. Bao tay cho Sử khi lái xe đưa Hải đi học của bao cháu. Đấy, bao tay này là của em nhé. Vâng. Em thử đeo xem nào. Đây, bao tay này chắc là rất là ấm đấy nhỉ. Vâng. Bao tay này rất là xịn xò.
tôi không biết bóc rồi. Nào anh xem nào, anh bóc ra nào. Đấy, giật ra thôi. Ồ, chỗ này là phải lấy cắt này, tại vì chỗ này là nó cái thít này, cho nên là phải lấy cắt thôi, để một tí nó cắt sau. Ôi, xử bứt đứt tay à? Sáng nay lấy củi. Sáng nay lấy củi á? À, thế là xem áo cho nào. Đây xem, anh đọc này. Ấy, xem nào. Ấy, nhìn trông rất là chất chơi đấy, vừa không? Vừa đẹp. Vừa à? Có đẹp không? Có. Ấy, quần này thì rất là đẹp đấy, đùa đâu. Có túi nào, xem có bao nhiêu túi? Hai túi. À, hai túi. Bốn túi. Bốn túi. Ôi, Hải thử bỏ áo khoác ra nhìn xem nào, nhìn trông chất chơi không? Đây, có cả giày nữa. Đấy, ôi xài. Rồi, xử nhìn em cười đấy nhở, ưng đấy nhở. Rồi, rồi, đẹp rồi. Đấy, quần này thì có thể đeo đi học được, thoải mái. Nhá. Rồi, xem nào, cái này là áo lạnh này. Áo lạnh này và cho con gái lớn của chú của Sử. À, áo này thì là cho con gái lớn của nhà người chú nhá. Vâng. Đấy. Đấy, hôm nay thì cho Lực cũng đã gửi hết những cái phần quà mà hai chị Nguyệt Thúy cho gia đình của ba ông cháu cũng như là chú rồi. Đấy, không biết là có phải là kia sao rồi? Có phải cô không? Đi gọi cô ra đây lấy luôn quà cho con. Nào. Sao? Nào. À, có phải luôn cô bác ạ. Đấy, ra gửi cho cô luôn để cho con. Đấy, ở đây là cái điều này thì cũng là điều mà hai anh em là chia sẻ cho gia đình của nhà người chú nữa. Đấy, còn bộ này thì thao làm bếp nhá. Đấy, sau này thì làm thành đầu bếp luôn. Đấy, cái nào là của nhà chú nhỉ? Đây, đưa cho Hải thì đọc chữ thì đưa cho chú nhá, à đưa cho cô nhá, để cô cầm việc cái kia đó, cái kia đó, đấy. Sơ. Cái kia đó. Cho hai năm có gì nhá. Đấy, còn cái này thì để làm gì thì bảo với cô luôn. Mệt chảy là cốt đi nè. Đại nám. Ủa cái gì á? Cái này là để cho Lục Nhi Tư hả? Ừ. Ôi, thế là vừa đi học về hả? Nào, khoanh tay, bông, chào con có bà đấy, khoanh tay. Con chào ông bà, con chào quý ông bà. Chào ông bà. Rồi, nào, bảy ra đây. Bảy, bảy, quay ra đây. Bảy. Đang giận điều gì không biết cô á? Đang giận cái gì đấy? Nào, đang lau múi của bác ạ. Đấy, đang lau múi. Đấy, thấy là múi khò quá cho nên là phải là lau luôn. Đấy, khi mà lên hình đấy. Con chào con các bà. Rồi, nào, ra đây mông. Khoanh tay. Con chào các ông các bà. Ông bà. Không biết nói không bác ạ. À, rồi, vẫy tay bye bye đi. Bye bye. Rồi, đi về nhà nhá. Bye bye. À, rất là đáng yêu quá ạ. Bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye. Đấy. Nhưng là đấy, còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Hôm nay thì trao cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy dành tặng tới cho hai anh em. Thì Sử thì cũng đã có đôi giày rồi, cho nên là hôm nay là không có giày nhá. Vâng. Đừng buồn nhá. Không buồn ạ. Có buồn không? Không ạ. Không buồn đúng không? Vâng. Trước thì em cũng có nhưng mà bây giờ em có đúng không? Vâng. Đấy. Trước là em có nhưng mà Hải không có. Hôm nay lại Hải có nhưng mà em không có, nhưng mà cũng có phần quà khác. Phần quà dụng cụ làm bếp này, phần quà bao tay đấy, đó. Đấy, còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi nhỉ. Đấy, hôm nay thì khi mà lên cô bác ở đầu video thì khá là buồn, nhưng mà đến cuối video thì mấy anh em lại rất là háo hức khi mà bóc quà của hai chị Nguyệt Thúy. Xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy rất nhiều. Cháu Lực cũng thay mặt luôn bạn Hiệu, bạn đồng hành cùng cháu Lực gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Chắc chắn là có những cái đôi giày này vào khi mà hai anh em đi chia sẻ thêm những hoàn cảnh khác, thì có những cái đôi giày này vừa là bảo vệ đôi chân này, xong là vừa giúp cho hai anh em có thể là chân cứng đá mềm đi nữa các bác. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì không chỉ là nhà cháu được nhận được phần quà của hai chị Nguyệt Thúy đâu, mà gửi nhận được những phần quà
của rất là nhiều các bác ở bên nước ngoài cũng như là Việt Nam gửi tới cho cháu Lực. Cô bác xin cảm ơn các bác rất là nhiều, các bác nhá. Trong thời gian tới thì cũng rất là mong sẽ có sự đồng hành của các bác và những cái nhà hảo tâm ở trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như là ở bên nước ngoài cùng cháu Lực chung tay đi hỗ trợ những hoàn cảnh khác. Chắc chắn là khi mà cháu Lực đi thì cháu Lực sẽ không có giúp đỡ được về những cái phần gọi là kinh tế cả. Đấy, cháu Lực cũng chỉ là đi ghi hình và chia sẻ lên. Đấy, thì có rất là nhiều những cái câu nói cháu Lực còn chưa có được sành sỏi cho lắm. Thì rất là mong các bác sẽ chỉ dạy cháu Lực nhiều hơn cô bác nhá. Đấy, ở đây thì một khi mà các bác đóng góp những ý kiến bình luận ở trên kênh thì cháu Lực đều lắng nghe và sẽ ghi nhận các bác, sẽ ghi nhận những cái bình luận mà các bác gửi cho cháu Lực hết cả của bác. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, còn thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, hai anh em thì cũng xin được, ôi nhầm, bây giờ thì ba anh em thế xin được nói lời chào tạm biệt các ông các bác thôi nhỉ. Đấy, bây giờ thì sẽ hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác anh chị. Bây giờ xử nhá. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.